Hello, em thương cô quý xin chào tất cả anh chị bạn nhé. Chúc mọi người một ngày cuối tuần thật là vui vẻ nhé. Thì em thương cô quý xin phép được review cho mọi người 42kg truck này, 2, 4, 6, 8, 10 khúc anh chị bạn nhé. 10 khúc 42kg anh chị bạn ạ. Rồi em không vòng vo nhiều nữa, và thứ nhất là cho anh chị xem phân, thứ hai là em đi vào kích thước. Rồi xem phân thì tất cả đây 10 khúc thì có 9 khúc cùng một cây anh chị bạn nhé. Còn đâu là khúc này riêng. Đây 9 khúc cùng một cây, các bác nhìn vân này. Đa màu sắc. Đấy các bác thấy không? Rồi ok, em cũng không vòng vo nhiều nữa. Em đọc kích thước luôn nhé. Thì cục này là dài 1 mét anh chị bạn nhé. Đường kính đầu kia to là 10 x 9, đường kính đầu đây là 7,5 x 8 anh chị bạn này. Hàng thì đông đặc luôn. Đấy, hàng thì đông đặc luôn cho anh chị bạn nhé. Rồi cục thứ hai là 1 m 15. Cục đây là đường kính đầu này là 9 anh chị bạn nhé. 9. Đây các bác nhìn này. Rồi ok, cục thứ 3, cục đây là 1 m. Đường kính đầu đây là 6. Nó cũng tương đối nhưng hơi cong cong không? Hơi cong cong. Ok cho bạn nha. Rồi. Cục thứ 4, cục đây là dài 92. Đường kính là 6,5 ở đầu này. Còn chỗ đây là 7 các bác này. Hơi cong cong chút xíu. Rồi cục thứ 5 ạ, cục thứ 5 là dài 95. Đấy, đường kính là 7 x 6. Đấy, vân này. Dạ cục thứ 6 nha, cục thứ 6 là dài 72. Đường kính là 7. Quá đẹp luôn các bác ơi. Ok, cục thứ 7 ạ, cục thứ 7 là dài 94, đường kính là 7 x 5,5. Rồi cục thứ 8 ạ, cục thứ 8 là dài 86, đường kính 6,5 x 4 ạ. Cục thứ 9 dài 78, đường kính là 8 x 6. Đây, các bác thấy vân đẹp không ạ? Đa màu sắc luôn anh chị bạn nhé. Cục thứ 10 này là khác cây này. Cục thứ 10 đây là dài được dài là 72. Đường kính đầu kia là 7 x 6. Đấy, đường kính này 10 x 7. Rồi ok, em cho các bác xem đầu bên đây ạ. Tổng 10 khúc đây là 42 cân anh chị bạn nhé. Đây đầu đây ạ. Tổng 10 khúc này là 42 cân anh chị bạn nhé. Quần bóng quá đẹp luôn. Rồi ok, anh chưa bạn thiện chí thì cứ liên hệ em số điện thoại 0338918991 nhé. 42kg, 10 khúc. Rồi cảm ơn mọi người rất nhiều nhé. Mọi người xem video thì nhớ ấn đăng ký kênh ủng hộ giúp em nhé. Để em phát triển mạnh hơn và giới thiệu về nhiều mặt hàng luôn cho anh chị bạn nhé. Rồi xin chào mọi người.